Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách để Clam nhận được 49 đồng token Baby Illu. Thì một số thông tin về đồng token này, số tổng cung phát hành là 500 triệu, 507 triệu nhé. Đã có 967 tài khoản holder đã và đã phát sinh 2.288 lượt giao dịch nhé. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website clam.net. Tên truy cập website được mình để ở phần mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website của mình. Bước 1 sao check contract. Bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây. Nhấp OK. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví Trust Wallet của các bạn. Và bạn thêm địa chỉ token này của ví cho mình nhé. Ký hiệu là Bilu, số tập phân là 8. Tiếp theo nhập thêm tập cần. Sau khi đã thêm được địa chỉ tập cần vào ví này, các bạn quay trở lại website Thái Lan một thời gian phân nét chi cập vào bước 2 đây để nhận tập cần nhé. Rồi sau khi đã vào được giao diện nó sai chính thì các bạn nhấp vào đây Clam 49 Dona Bilu đây thì ở đây nó có chương trình mua thì các bạn có thể bỏ một số vốn nhỏ ra để mua là 0.01 BNB mua cái đồng token này để sẽ có hỗn ít nhiều lần tài khoản nhé. Còn nếu bạn Clam thì bạn nhấp vào phần này giúp mình yêu cầu 49 đô la Bilu, yêu cầu cái đô ví các bạn nhấp tiếp theo, nhấp cái đô ví Visa là 0.000553 BNB, nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi giao dịch đang được xử lý nha. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website clam.net nha, để cập nhật các dự án mới và thông tin mới nhất được bên mình cập nhật lên trên lớp hàng ngày nha. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, Remitalo, MXC, OKEXPOBI và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, bạn các bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh nha. Để báo là giao dịch không thành công thì sẽ làm lại. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để Cả Lam nhận được 49 đồng token Bilu rồi. Baby Illu. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo nha, để cập nhật những video mới nhất. Video sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.